7 bước để trở thành người phụ nữ độc lập, làm chủ cuộc đời của mình. Bước số 1, khám phá để hiểu bản thân. Mình thích gì, mình ghét gì, mình có sở trường trong mảng chuyên môn nào, kỹ năng nào giúp mình kiếm tiền. Có rất nhiều công cụ khám phá bản thân. Bạn hãy thử thật nhiều bài trắc nghiệm để hiểu mình hơn nhé. Thứ hai, lập kế hoạch tự do tài chính. Nhờ những khả năng và kỹ năng mà bạn có, cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi. Chỉ cần bạn có kỹ năng thì không lo đói. Bước 3, vẽ bức tranh cuộc đời mơ ước. Viết cũng được, vẽ cũng được. Nơi bạn muốn tới, bạn muốn tới cùng ai, bạn muốn gì ở tuổi 30, tuổi 50. Càng chi tiết càng tốt, vì cái gì có trong đầu thì sẽ có trong tay. Bước thứ 4, lập kế hoạch học tập để nâng cao bản thân mình lên. Sau khi tốt nghiệp đại học thì vẫn còn quá nhiều thứ để chúng ta cần học. Học để khỏe hơn, đẹp hơn, biết cách phối đồ, học giao tiếp, học ngoại ngữ. Chỉ có bạn biết bạn cần học gì để nâng cấp mình lên nhé. Thứ 5, hãy dành thời gian xây dựng sự nghiệp. Kiên trì với mục tiêu, tiền nhiều hay ít cũng là của mình, nên tuyệt đối đừng chọn ở nhà chồng nuôi. Bước 6, học cách quyết định và tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình. Phụ nữ truyền thống thường có thói quen, em sao cũng được, anh cứ quyết đi, hay anh quyết đi, em theo. Nhưng thực tế trong cuộc sống hiện nay, bạn chỉ có thể hạnh phúc khi tự quyết định được mọi thứ trong cuộc đời của mình. Bước 7, áp dụng luật hấp dẫn. Hãy viết xuống dòng chữ: tôi là một phụ nữ độc lập, tự do, quyết định được đời mình. Và hãy sống như thể bạn đang có những điều này nhé. Suy nghĩ của bạn sẽ quyết định cuộc đời của bạn đó. Chúc bạn thành công và đừng quên chia sẻ với Tâm về phiên bản mới của bạn nhé.